Tại sao tháp nghiêng Pisa đã nghiêng hơn 800 năm mà vẫn không đổ? Không chỉ có thể liên tục chống lại lực hấp dẫn của trái đất, mà ngày nay nó còn tiếp tục nghiêng về phía nam với tốc độ 0,1cm mỗi năm. Vậy đằng sau hiện tượng này là một sai lầm hay là một thiết kế có chú ý? Từ thế kỷ 12, để kỷ niệm chiến thắng của thành Pisa trước người Ả Rập, người ta đã lên kế hoạch xây dựng một tháp chuông cao 55m bên cạnh nhà thờ lớn Pisa, được cấu thành từ hơn 32.000 khối đá cẩm thạch. Bên trong có gần 300 bậc thang xoắn quanh thân tháp dẫn thẳng lên đỉnh. Nhưng câu hỏi là vì sao các kỹ sư lại xây nên một tòa tháp nghiêng như vậy? Thực ra, từ hơn 1.000 năm trước, thành Pisa vốn là một thành phố ven biển nối liền giữa sông và đại dương. Nhưng vài trăm năm sau, do sự bồi tụ của phù sa và những biến đổi tự nhiên của đường bờ biển, thành phố này dần dần cách xa biển hơn. Phần bùn lầy còn lại dần nuốt chửng những con tàu xung quanh và cuối cùng hình thành nên các vùng đầm lầy rộng lớn. Khi đó, các kỹ sư cho rằng lớp đất này đủ chắc để chống đỡ cho việc xây tháp. Vì vậy, họ đặt nền móng trên vùng đầm lầy mềm gồm cát và đất sét. Giống như việc xếp gạch trên một miếng bọt biển vậy, chỉ cần có chút lực tác động không đều là sẽ bị nghiêng ngay. Do đó, khi tòa tháp được xây đến tầng thứ 3, nó đã bắt đầu tự nghiêng nhẹ, khiến tất cả các thợ thủ công có mặt lúc đó đều vô cùng bối rối. Điều trớ trêu hơn là, khi Pisa rơi vào chiến tranh triền miên, công trình này bị bỏ dở suốt cả một thế kỷ. Đến năm 1272, khi việc xây dựng được khởi động lại, người ta phát hiện tháp đã nghiêng rõ rệt. Nhưng lúc đó có một thiên tài lại cho rằng đây không phải vấn đề lớn và đề nghị chỉ cần thêm nhiều gạch hơn ở phía bắc của tháp, tăng trọng lượng để kéo phần thân tháp thẳng lại, như vậy sẽ có thể bù lại độ nghiêng. Nhưng kết quả thì khỏi nói, toàn bộ tòa tháp chẳng những không thẳng lên mà còn cong vĩnh viễn như một quả chuối. Sau đó, tháp ngày càng nghiêng nhiều hơn, góc nghiêng cũng tăng dần theo từng năm. Có thể nói, việc tháp Pisa sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Vào năm 1990, khi độ nghiêng của tháp Pisa tăng vọt lên 5,5 độ, để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ có thể xảy ra, các kỹ sư đã quyết định lập tức đóng cửa tháp Pisa, cấm khách du lịch vào và tiến hành xử lý khẩn cấp. Họ đặt thêm 600 tấn đá đối trọng ở phía bắc của tháp. Nhờ vậy, độ nghiêng của tháp đã giảm thành công 0,1 độ. Biện pháp này tạm thời giúp kiểm soát tình hình. Sau đó, các kỹ sư bổ sung thêm 10 dây cáp thép ở phần móng, kéo sâu xuống 46 mét để cố định với các khối neo lớn trong lòng đất. Do nền đất ở đây quá mềm, để làm cho móng vững chắc hơn, các kỹ sư quyết định bơm nitơ lỏng vào đất dưới móng. Cách này quả thực có thể làm đóng băng phần đất nền, nhưng khi đất bị làm lạnh, phần móng phía bắc lại nở ra, khiến toàn bộ tòa tháp không những không ổn định mà còn bắt đầu nghiêng thêm. Để khắc phục sai lầm này, họ buộc phải thêm 300 tấn chì đối trọng nữa và cố định xung quanh bằng các cáp thép hạng nặng nhằm giảm nguy cơ tháp bị đổ. Sau đó, các kỹ sư áp dụng một phương pháp tinh vi hơn. Họ đào một đường hầm ở phía bắc của tháp, từng bước loại bỏ một phần đất để giảm áp lực lên nền móng bên đó. Nhờ vậy, tòa tháp có thể nghiêng ngược lại theo hướng đối diện, từ đó giảm bớt độ lệch nghiêng. Dù các kỹ sư có thể tiếp tục dùng cách này để kéo tháp thẳng đứng hoàn toàn, nhưng như vậy sẽ khiến công trình mất đi đặc trưng nổi tiếng nhất của nó. Cuối cùng, vào năm 2001, tháp nghiêng Pisa được mở cửa trở lại và thông qua việc bảo trì định kỳ, độ nghiêng của nó luôn được duy trì quanh mức 3,5 độ.